may quần áo mới đó đẹp, rồi nhiều nhà thì gì trang trí lợi, rồi nhà thì sơn phết, rồi nhà thì lót gạch men, nhà thì xây dựng, rồi bằng Tết thì có người mua ghế, mua bàn, mua người thì mua xe hơi, người cắt nhà mới, người thì mua sắm những tư trang để trong gia đình có dụng cụ đầy đủ. Rồi năm nay năm mới thì năm con cọp thì rất là dũng mãnh. Năm có nghĩa là chúa tể của rừng xanh, thì năm của năm con mãnh hổ nó mạnh nhất. Thì trong cuộc sống này thì ai cũng ai cũng nói tới bọn cái Tết là nhờ cái Tết cổ truyền, thì có bánh chưng, bánh dày, nhà thì có cây mai, cây đào. Rồi Tết thì người không có bánh ú, bánh ít, bánh tét. Thành phố thường thường bánh ú, bánh tét, ngoài Hà Nội là bánh chưng, bánh dày. Rồi Tết thì thường mua bánh mứt, rồi hoa quả, trái cây, không phải đầy mâm, đầy bàn thờ. Rồi Tết nhất thì cha mẹ thì trông con cháu về để đoàn tụ. Anh em thì yêu thương nhau, quay quặt những ngày Tết chúc phúc nhau. Con cháu thì khích lì xì cho nhiều, còn người lớn thì chúc phúc cha mẹ ông bà, và về lì xì nè, mua những cái bánh mứt về cúng ông bà cha mẹ. Thì cái Tết năm nay ai cũng nhớ quê, nhớ quê hương của mình. Và đặc biệt các công ty xí nghiệp, các cơ quan thì cho nghỉ từ 10 ngày cho đến 15 ngày. Thì Tết thì có thêm phần hưởng. Rồi tiền thì ai cũng chuẩn bị có tiền, chủ túi để lì xì cho con cháu. Rồi chúc phúc qua lại nhau. Thì Tết thì nhờ bánh mứt. Rồi nhà gia đình đủ điều kiện thì mua nước ngọt, mua những cái vật thật không thiếu cái gì đến là có ăn. Thành phố cũng vậy mà các tỉnh cũng vậy. Mà Tết năm nay các con nó tóm gọn cũng hạn chế chơi bóng bài, chơi lô tô, chơi tứ sắc, casino. Rồi Tết thì chúng con có người thì chơi đá gà, có người thì chơi đá chim, có nhiều người thì chơi đá cá, có người chơi đá dế. Có người thì chơi nhiều cái trò chơi dân gian này khi Tết khâu truyền. Nên mùa Tết này thì đa số là ai cũng có tiền. Nhưng mà Tết năm nay thì cũng ít tiền, chỉ do là năm Covid vừa qua cũng như Covid vừa đến thì cuộc sống nhân dân ai cũng khó khăn và thiếu thốn. Rồi buôn bán kinh doanh thì nhiều người thì bán không được, ế ẩm, và nhiều công ty thì phá sản. Trên 300.000 công ty mà nó phá sản hết mấy trăm ngàn công ty rồi. Nói tóm gọn số công ty thì do khai báo thuế không được, một số thì buôn bán không được, rồi không có đóng thuế quý bỏ, một số công ty ép người ta. Nó tóm gọn người dân trước khó khăn, dân nghèo thì họ mua làm giấy phép kinh doanh thì tốn tiền, nhưng mà khai báo người ta đâu biết khai báo điện tử người ta đâu biết đâu. Nên là giờ trong cái cuộc sống Tết thì đa số là khổ nhiều chứ vui gì ít. Chỉ có những chùa chiền mấy năm trước thì gần tới Tết thì nói tới bọn học thiếu khốn có gì, còn có nhiều chùa thì đầy đủ, cũng do là đệ tử đông, Phật tử rồi cũng quý mến chùa, họ cúng dường mua đủ thứ. Bây giờ thầy này còn thiếu 20 ký mai, 20 ký đào mà giờ cũng chưa có người tài trợ. Mai gì thầy, mai này mai giả nè, mua chục ký hết 1,5 triệu mà 20 hết là 3 triệu rồi. Con có số điện thoại thầy cho của con bé trai này nè. Quý vị thầy nhớ số điện thoại của con nha, là số 1158 đô la của con đó thầy nha. Nhiều khi con có một cái sự con nói chuyện riêng với thầy thì con không muốn lên cộng đồng mạng này con nói. Nhiều khi mình nói với ta đó mình nổ. Không thầy không nói. Không biết sao. Không, con sẽ nói với thầy ví dụ giống mấy anh bà báo yêu thương nè. Nhiều khi con điện con muốn cho gặp thầy nói chuyện, cái nhiều khi không có được nói nha.
hay là nhiều, nếu mà kia thì thầy nói có bé đó đó, anh Sóc Trăng đó, thầy muốn nói công khai luôn thì chuyện tôi có ngày dạ. Có gặp đi cúng đi, dạ. Còn mấy Tết thì lên nữa. Vậy hả? Dạ. Chứ còn mà thầy không có tình trạng. Dạ. Nhưng mà con nói cho thầy nghe nè, con thấy dường như á thầy phán đâu chúng đó đó, nhưng mà những người mà đang lại chọc thầy đó, sao thầy cũng làm cái cho mà họ thấy họ tin về phần tâm linh này? Không, đạo Phật. Vậy hả? Dạ. Mà không có linh gì hết chứ. Dạ. Tu rồi được rồi, ngồi thiền tụng kinh. Dạ. Rồi làm Phật sự hay từ thiện là được rồi. Còn Tết thì càng những cái bông mới, bông thì bông khác, dính trong mình luôn nha, thì càng mua những cái bông nha, có lựa luôn á. Dạ. Vậy thôi. Dạ. Đâu có tình trạng nó tóm gọn gì cũng thực tế. Dạ. Rồi tu đạo Phật là không có tâm linh, không có, nó tóm gọn không có cấm những cái trường hợp ông lên bà xuống. Dạ. Rồi cấm những cái mê tín dị đoan. Dạ. Chỉ có lo tu thôi. Dạ. Rồi tu là chính. Dạ. Thầy thì lúc thầy đi mua bông ở đây gần thầy mà bị cái chai cái ấn thầy á. Khi nào mua bông cái gì á? Không, con thấy thầy vô cái chợ cái vườn bông á. Cái đó giờ mấy cái kênh YouTube tàu lao 8 giờ tối rồi mình rủ đi. Cái tên còn lại. Rủ đi đó thầy. Mà khùng khùng điên điên. Do mấy YouTube không? Dạ. Nó dùng mọi cách nó rủ đi cho được, rồi gặp nạn thì nó tóm gọn lại nó cứ nó tóm gọn lại nó ngu ngu mà ra. Dạ. Thầy đâu có thời gian rảnh đâu, cứ đi tham quan rồi đi coi bông coi hoa, muốn mua thì cứ mua đến chùa. Dạ. Coi gì coi, không mua người ta cũng kiếm chuyện. Rồi hai nó dẫn thầy đi mà người ta đánh mà nó để nó dòm rồi nó đâu quay không. Nên là thầy thấy nhiều người nó không có đạo đức của nó khùng. Dạ. Dạ. Nhiều cái YouTube đó thì cũng bị đánh nhiều. Rồi họ giết chết cũng nhiều. Rồi họ cũng nó có thù địch, do nói bậy làm bậy rồi quay những hình ảnh không đúng. Dạ. Nó thù cái vấn đề về các hình ảnh rồi những cái thông tin không đúng, không chính xác. Dạ. Nói giờ ca sĩ người ta sống nó cũng có ca sĩ nào rồi chết rồi tự tử, nó đặt ra những câu chuyện để nó câu like, câu view hay nó làm gì không biết. Dạ. Thì nói tối ngày nó dựng đủ thứ chuyện. Dạ. Nên là giờ thì làm cái việc gì cũng phải có đạo đức, còn không có đạo đức thì chết trăm triệu. Dạ, đúng. Mình làm phải có đạo đức và có lương tâm, và mình nói cũng lễ phép, dù đời hay đạo mình ở người lớn tuổi thì cũng phải tôn trọng người ta. Dạ. Nghe nghe. Alo. Nói nghe nè, cô khoảng 7 giờ mới cô tới được, bây giờ cô đang đi công chuyện. 7 giờ đi cô tới, cô đang ở chỗ thầy chuồng thịt chó này, rồi lát nữa mới cô về Sài Gòn được nha. Cô đang lên trên đây nữa, cô về cô điện cho nghe, về cô cắt cúp máy nghe đang chuyện với thầy. Dạ, yeah, nói thầy, nói thầy. Dạ. Dạ. Thì chỉ có nhiêu đó thôi. Dạ. Thì con người phải cố gắng học hành đến nơi đến chốn, rồi tu hành tâm chánh là được rồi. Dạ. Để được là 4 thằng. Chứ bà đâu thầy, con không thấy gì. Thấy gì trời ơi, có đến chùa đến con thì người phải nghỉ ngơi thì ở phòng chứ. Dạ. Không có cho tiếp, nó tóm gọn là người khách khứa thì chỉ có con cháu rồi nó về nó thăm thì tiếp, còn khách khứa đến gặp làm gì. Yeah. Tóm gọn thì chùa đến gặp trụ trì còn mới gặp thầy tiếp được rồi, còn gặp nó tóm gọn là bả đi tay với bả, nó tóm gọn là lớn tuổi rồi mình gặp làm gì. Dạ. Với tu hành lo tu tối ngày cứ đâu phải tiếp khách nhiều là tốt đâu. Yeah. Các thầy trụ trì muốn tiếp khách để nhận những vật thực cúng dường, và họ muốn hỏi gì trả lời, chứ thầy trụ trì nó bọn cũng hạn chế tiếp khách, mà cũng nó bọn không thích tiếp khách nhiều.